6. 4 9 3 6 căn 36 cũng bằng 6. Cái này nhỏ nhất khi x sẽ bằng 2 phần 3. Nghiệm sẽ bằng 13 kìa. Thì giải bài này cái bài này cái vế trái chính là hằng lẫn thức số 5, nó sẽ bằng 2 trừ 3x tất cả mũ 3. Thông tin game thử lại đi, từ đây suy ra x sẽ bằng 2 phần 3, nó sẽ khớp với dưới này. Rồi cái bài này P sẽ bằng gì? P sẽ bằng A mũ 3 cộng B mũ 3 là bằng tổng nhân bình phương thiếu của hiệu. Thì bằng 1 rồi. Như vậy cái ngoặc đơn này ta bỏ đi. Vậy còn lại này cộng cho 3B thôi. Trừ AB cộng 3B là thành cộng 2AB. Vậy nó sẽ bằng là A cộng B tất cả bình. Tức là bằng 1 bình. Và bằng 1. Chỗ này bằng 1 thì không thể bằng cái này. A là 1 đây nè. Rồi. Chỗ này là x trừ 13 tất cả bình này. Thì cái này sẽ đi với cái này kìa. Hai cái này đi với nhau. Giờ tranh thủ thì giải cái này một tí cho các em hiểu ha. Đi thi thì tới là game chọn luôn, đừng ngồi giải nữa, ta kêu mình khùng ha. Trừ 87 chính là x gì nữa, x là bằng 13 đó, ha. Giống trên này nè. Phước chứng này bật. Kim phá hằng lẫn thức này ra thì các em sẽ thấy cái phần cần phải lắp ghép vô đây là gì. Đây phần đầu tiên luôn, đây kìa, phá hằng lẫn thức này ra, đúng kỹ thuật nó sẽ bằng cái này.
Nhìn tổng thể các em sẽ thấy P lớn nó có dạng hằng thức luôn. Hằng thức số 1 nó sẽ là x cộng y rồi cộng cho x trừ y thức cỡ bình. Tức là 4x bình đó. Cái này là hằng lần thức số 5, nó sẽ là y trừ 2x tất cả bình, xin lỗi tất cả lập. Đây kìa. Một kìa. À, này là hằng lần thức này. Nó bằng 5 mũ 8 trừ 9. Rồi trừ 5 mũ 8 cộng 10 là bằng 1. Mũ 3 cộng 27 trừ 54 bằng 0. Vậy x mũ 3 sẽ bằng 27. Vậy x bằng 3. X bằng 4. X cộng 1, tất cả mũ 3 là 1 cộng 1 là 2, mũ 3 là 8. Này sẽ là 9x bình cộng 6x cộng 1. Vậy là 9 cộng 6 cộng 1 là 16. Tổng các hệ số 9 cộng 6 cộng 1 là 16. Cái này là x mũ 3 trừ y mũ 3. Cái này là x mũ 3 cộng y mũ 3. Vậy là thành 2x mũ 3 là thành 2 kìa. Còn y này cho hù là y mũ 3 nó triệt tiêu mà. 2x mũ 3 là thành 2 nhân 1 mũ 3 là thành 2 đó. Cái này làm giống bài ở vòng 1, bài thi số 1. Vòng 1 giá trị nhỏ nhất sẽ bằng 21. Câu 8. Năm mũ 32 trừ cho 24. 24 là thầy ghi 5 bình trừ 1 nhân cho 5 bình cộng 1. Rồi, các em để ý nè. 5 bình trừ 1 mà bắt tay với 5 bình cộng 1 là nó thành 5 mũ 4 trừ 1. Cái này nhân lại là bằng 5 mũ 4 trừ 1 ha. Rồi 5 mũ 4 trừ 1 bắt tay với 5 mũ 4 cộng 1 lại thành hằng lần thức số 3, là thành 5 mũ 4 bình, tức là thành 5 mũ 8 trừ 1. Cái này mất. Rồi 2
thế này lại bắt tay nhau nữa, lại thành 5 mũ 16 trừ 1, tức là 5 mũ 8 tất cả bình đó, trừ 1 bình ha. Và cuối cùng hai cái này bắt tay lại lần cuối thì lại thành 5 mũ 32 trừ 1. Phá ngoặc ra kết quả sẽ bằng 1. Chính x bình thầy cho đi với 2x, y bình thầy cho đi với trừ 4y, z bình thầy cho đi với 6z, được cộng 14 bằng 0. Chữ vế đổi dấu 14 này thì xé ra thành 1 là còn 13 đúng không? 13 thì sẽ ra thành 4 với 9, 4 đặt chỗ này, 9 đặt cuối. Cuối cùng các em có 3 cái bình phương. Bình phương thứ nhất là x cộng 1 bình. Cái bình phương thứ hai là y trừ 2 tất cả bình. Cái bình phương cuối cùng là z cộng 3. Rồi, 3 cái bình phương cộng lại bằng 0 thì từng cái bình phương phải bằng 0, tức x cộng 1 bằng 0, y trừ 2 bằng 0 và z cộng 3 bằng 0. X sẽ bằng âm 1, y sẽ bằng 2 và z sẽ bằng âm 3. Lúc đó x cộng y cộng z sẽ bằng trừ 2. Và cuối cùng x mũ 3 cộng cho y mũ 3 thì nó sẽ bằng x cộng y, nhưng bình phương thiếu của hiệu. Đó, cái này ai cũng biết nè. Rồi trừ x y thì trừ thêm với đây nữa thì nó mất cân bằng, thì cộng x y lại, trừ x y với trừ x y sẽ thành trừ 2 đây. Rồi bây giờ nó sẽ bằng bên này, này nhập lại là thành x trừ y tất cả bình. X cộng y thì thay bằng 3, còn x trừ y, ồ vậy không ổn, đề không có cho x, đề không có cho là x y luôn. Rồi bình tĩnh, giờ x cộng y bằng 3 thì em suy ra là x cộng y tất cả bình sẽ bằng 9. Từ đây suy ra là x bình cộng 2xy cộng y bình bằng 9. Từ đây suy ra là 2xy sẽ bằng 9 trừ cho tổng của x bình với y bình. Tức là bằng 9 trừ cho 5 sẽ bằng 4. Từ đó suy ra x y sẽ bằng 2. Trở
trở lại cái hồi nãy. X mũ 3 cộng y mũ 3 là bằng tổng mũ thiếu hiệu. Thì cái tổng là đề cho là bằng 3 rồi. Rồi ở trong mình vẫn thiếu có hiệu x bình cộng y bình là bằng 5. Trừ cái ở giữa là mới tính xong nè, bằng 2 nè. Thì kết quả sẽ bằng 9. Vậy thôi. Rồi hẹn gặp lại các em ở vòng thi khác ha. Thầy sẽ tạo vài cái tài khoản nữa, coi thử có cái câu nào nó lạ nữa thì thầy ghép vô ở cuối clip này luôn ha. Tạm biệt các em nhớ chia sẻ rộng rãi ra kênh này để lan tỏa kiến thức.